chẳng hiện hiện nhóm chấp đang bật cát con thì chạy chuỗi mới mới chẳng tờ chạy file new project chấp đang thừa bà rá nữa chạy những viên đại mua tha ở dân trong vậy pin con thì chạy nam mua đấy dạ pin lấy dân thừa về cái hàng lỗ công tơm đó ta chưa tu chơi tờ là lỗ công tơm này rồi trong một cái Windows Form Application lý đại mua cái computer computer shop ấy dân đây gọi là test đây nhé phải ok màu trong một cái check ngoan mùi và nè form dương chặt nhưng quý đơn vị một cái check dương mùi nè ăn check mùi à và chừng dương thử hiện một cái form mà một hết âm đi ai form mà form thu mất cục rộng lên form tội tội cho mò chẳng dương đi form của anh và dương nắng chúng đã tạch nên dương đã bia đã tha computer shop management system này quan cục rộng hàng lục công tờ chẳng dương vô bị is âm đi ai mà true dương ngồi một bị is âm đi ai này is âm đi ai container viết chứ đi phố nó biết cái vô file này tính nhìn vô mà true mà nè vô true mà mình dành nhận anh nhé is on the eye container vô true mà bà chẳng đọc bên nhầm ran mà chẳng nhận mấy chẳng bạc nè anh nhé call before thảm đà chẳng mới bị call nhận bắt nhầm lần 1-2 chứ nhìn vô Windows State đồng bài việc bên nhầm cỡ nhìn vô kế Windows State vô việc đam mạng xì mài ran đồng tiết máu pin pin tên hồ anh nhé ồ tao một tiết mưa sân đây mưa sân tao một tiết dương chạp đám vô kia cho màu vô kia pen dương vô biệt tool vô biệt là menu tool step menu nè context menu step nè thu viết đấy context menu step chạy máu dạ đáng màu rồi đấy có thể nắng mẹ thu nắng cái con tôm là không biết thu step đấy lại chẳng nào thu step nó vừa bộ thu mới là của bộ sale này icon này đang thu step đấy nè pha sale tay nhưng trong ba là pha edit ví dụ menu lửa chứ là nó như là toàn đại đấy lột sấn đấy tươi kế cứ cái này mình biện nắng còn thay menu step ờ, đã mang mà lừa ờ, sao nào bạn thế đấy ờ, mình biện tên thì họ tha category mình category mình dân đi cái tên đây em chạy xe thân đấy đi ra nhà mang thân đấy nhé win this or there hay chân tự còn chân nào mà đây cái như open new strip vô đã mua mà và nè cho bị ấy đã ở thì họ đi file còn đi nhầm mình đây kì computer computer shop mình cái khách hàng này mình cái help anh em đặt đây chứ nó cầm cho shop thì mua mình cái add new category purchase computer cho xe tới và tại đây mình sẽ mình như thế list all computer cho xe tới nên command call đấy ở ờ, cái file bên đây cái khác bên edit ấy dân tới ờ bên nhóm ran màu á em mới đấy cười nhé trên computer trên được computer khơi menu ấy khơi nhé nè men menu bên đây ạ hẹp file bên edit ấy dân ta bây giờ edit ta bị edit đã cảm thấy nó đang thương mình trên một tâm tiết dân bên là à, dân bên menu một chiếc chị ấy ghế chị tree view lấy nhập bằng hai vị tree view một chiếc chúng ta review máu ô đã đi máu nè về máu kia này tình năng máu tôi dồi ghế dock in parent controller ở thời tế ăn dock và giúp hình đen và full motion đã review
Chanel. Chanel. Chanel mui vào. Ran một đồng tiết. Cái bị chênh bên này ở màu pink ạ, hòm giống như là mưa của pua rau. Và pua viết cười kia phẩm mán những đạm màu. Ất mưa là mẹ ất mưa là bé thưa chênh thì nó hẹp mọi mùi chết nên là đi giá nhé. Họ chênh vô của pua viết. Nên là pua. Có mưa 2, mới chui mưa 2 thôi nè. 2 bộ phần này. Này dài về nữa hai giờ cho pi hạt thèm thế cho ghế và học phẩm vầy về về form đi cái dòng vơ học phẩm vầy đây trước bê ran một đồng tiết mà bị ba giờ pin này thành pin nhót đây trước một đồng tiết dương chạm đam thời ghế vô tri ở đi panel là dương vô tri ví dụ mau mới tiết tri ví dụ chạy máu nâng màu hai vô pi ấy ghế đọc impedance controller việc đọc tà mà tôi tiếp tục chạm đáp add item edit note những add root mùi máu thì họ root tìm mùi nâng điều đại cho mùi ghế thì họ computer thì họ này admin administrator này cái tiết add mùi tiết máu chế ghế add user này add một tiệm màu chế ghế add user hai người ghế user please all user all user pi năng nào cho ok mà chứ nhưng rắn mà đầu tiên thôi nhé thì hòa đi miền nông miền pi bị chơi tới ai thôi kì à đấy thì cho chắc ai thơi kê đi ạ họ chắc phải để nhầm cho lỡ add user ai bị thơi kê add user ấy về bậc hai form mới thầm đá system mới thầm user ấy thầm bài lọc thầm quan mày này tuy nhiên thầm bậc cao user account nên bên form mới thầm bài cái register thầm nhưng register được cao account này còn chắc nhưng cho add user ấy thầm cao form user chắc dương toàn thơi ấy dương thầm bậc cao form thầm bài mới tiệt mà ai sẽ đám dương bị new add này add nhiều item ấy này form nó đã mua thay cái f o âm cái tư tớ form cứ f o âm máu f o âm user thôi đấy nó biết đã nè f o âm user các bạn quan form user mua à nhớ toàn thứ ấy nhớ cho làm bên mua dây trao thân và bên mua dây những đại tha welcome to user form thì cái dương design user nó biết tùm rung mấy em bánh nhắn tin nè ta chân được phê để cái chạy lưỡi kì chạy lưỡi admin hay chạy lưỡi add user dù chạy lưỡi add user nó biết đó nó biết mà đau lại nhanh ạ thôi nhé chân add user nó dương cầm ăn chạy nâng cầm ba này dương mà thư phí đi sân cầm ba này đi dương tục cháu dương phở đảm menu lưu cầm ba này này còn đấy anh tìm dữ nên em được biết thở nè bây giờ bạch thở với các bạn này là ti ho này đi computer shop miến add new user chẳng chọc thế bây giờ cho lựa add new user về một đoạn đi đấy chẳng chọc đang bật cao form ai form đang bao trên thơ mạch như đã thả f form f o ấm user smart ok form f o ấm user mà object object bắt form đấy mua các bạn này object này má new f o ấm nhập các object cho mẹ đấy các object mới trên bị f o ấm user bạn object đang hay thêm mấy f o ấm user ở object đó đi kì chạy đó sâu là bay về bậc hai mà mình nhầm bán
và chỉ cần tới sau máu cho PK end new user khi ba cái nhé tại vì anh không anh đang lấy cái nạn chẳng kiếm thay âm đi iPhone đi kiệt trong nhưng mà trong ban chẳng thể là sao nhưng mà đang đi iPhone chứ những thứ iPhone nữa những thứ ai cái những thứ iPhone nữa về chuyện tức ai biết hai nó không làm lọc luôn này anh đi về anh mình cơ hot đã khơi nhé khi về lúc đưa ấy chắc vì mình đang bị iPhone mày chắc dân thử ta sẽ câu mùi tiết gửi kế thế câu được vậy nhưng xe kế obj dot the i parent smart disk là mấy vì thì chưa câu nó bỏ hả mê phùng này mà câu mà chua nữa đó nên là chạy thạc ở form mùi obj này form user này thì chưa câu nó bỏ ở form thùng mà chua nè cái nhầm răng đang tiết má về chạy má add new user khi mình được không này khi như vậy mình tư là một lọc nào xe như thế này hồi tư nào có tư này nhé tại vì ở quên như thời việc quên như thế mà nhưng khởi ghế ở obj dot windows state smart form windows state dot maximize ở việc pin cho đấy bây giờ ran máu bây giờ chạy máu add new bạch hơi nâng nâng ấy đấy lên là nè bạn có tiết nâng nâng chắc việc mình tên ai trên ai trên system này âm đi ai ở đây nhóm xong trong video là thở mà bộ phân đang ngay to tiết như nâng design form user ai còn register bị chôn bị form thì sát hay chôn không SQL server nhưng chọc phân năng dần bạn